đàn bà sau khi ngoại tình sẽ có ba chỗ ngày càng to ra, chồng nhìn thoáng qua là bắt bài được ngay. Các bạn thân mến, hầu hết các cặp đôi không bao giờ tưởng tượng được đến chuyện tình yêu kết thúc vì không chung thủy. Nhưng sự thật là gian dối có thể rung chuyển cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất, và nó đang dần trở thành những vấn nạn của những gia đình hiện đại. Xã hội thường quan niệm rằng đàn ông mới là những kẻ gian lận, đàn ông mới là những kẻ chuyên đi lừa dối. Nhưng dữ liệu nghiên cứu lại kể một câu chuyện khác. Khi mà đang dần cho thấy được rằng tỷ lệ lừa dối bạn đời của phụ nữ tương đối cao với nam giới, việc những người vợ lừa dối chồng không phải là chuyện dị thường. Tùy thuộc vào nhóm tuổi và hành vi, đôi khi phụ nữ lừa dối thường xuyên hơn cả đàn ông. Có nhiều lý do khiến cho phụ nữ lừa dối. Các ông chồng cũng như vậy thôi. Cô đơn, buồn chán và rượu có thể đóng một vai trò quan trọng. Đôi khi tình đồng nghiệp thân thiết bị đưa đi quá xa trong một vài đêm dài tại văn phòng. Những lần khác, người bạn đời không chung thủy khiến cho trái tim phụ nữ có một khoảng trống rất lớn và luôn muốn được lấp đầy. Một số người phụ nữ ngoại tình để đỡ cảm thấy nhàm chán trong cuộc hôn nhân của mình hơn. Những người khác lừa dối vì cảm thấy bị bỏ rơi. Tuy nhiên, một số người nói họ ngoại tình vì họ muốn như thế. Và cuộc sống thì luôn tồn tại những lý do không chung thủy rất phức tạp và không cụ thể trong một cuộc hôn nhân nào. Người phụ nữ lừa dối, lừa chồng đi ngoại tình sẽ có ba thứ ngày càng to ra, ngày càng giãn rộng. Thứ nhất là tính tình nổi nóng, tính tình xấu tính sẽ ngày càng rõ lên. Đối với phụ nữ mà nói thì ai chẳng muốn có một người đàn ông để dựa vào. Trái tim của người phụ nữ không lớn như vậy. Tất cả những gì họ cần là được yêu thương. Đàn ông chính là điểm tựa, là chỗ dựa lớn nhất của cả cuộc đời. Phụ nữ đến độ tuổi trung niên, nếu chưa từng ngoại tình thì nhất định đã nghĩ đến người đàn ông của mình, bởi người đàn ông này là chỗ dựa. Thế nhưng có dựa được vào người đàn ông hay không thì không phải chị em nào cũng đủ may mắn như thế. Một người đàn bà khi đã không chung thủy, khi tranh cãi quyết liệt với người đàn ông, họ không còn nghĩ đến việc người đàn ông đó tốt như thế nào hay đã từng yêu nhau ra sao. Họ không nghĩ được gì nhiều. Họ đã bị tình cảm lấn át hết tất cả lý trí. Họ không chịu nói rõ giọng đi một chút nào. Khi gặp vấn đề, suy nghĩ phổ biến nhất là chồng mình không tốt bằng người khác, chồng mình không còn yêu thương mình. Sống với người như vậy thật là bất hạnh. Chính vì vậy, khi gặp mâu thuẫn, dù đàn ông có chủ động cúi đầu nhường nước thì họ cũng sẽ giở trò nhỏ nhen, không muốn tha thứ. Thậm chí còn suy nghĩ xem có nhân cơ hội này phù hợp hay chưa để chia tay và đến với nhân tình. Người đàn bà ngoại tình, họ không giống như những người phụ nữ khác luôn muốn vun vén cho hạnh phúc gia đình đâu. Họ luôn mong muốn và luôn chừng trực lý do để có thể chia tay người đàn ông mà họ cho rằng đã lựa chọn sai của cuộc đời mình này, để tìm đến với tình yêu đang gọi là đích thực. Đàn bà ngoại tình, tính tình cáu bẩn, về nhà gắt chồng gắt con là một trong những điều dễ thấy nhất. Chính cảm giác có lỗi với chồng, với gia đình khiến cho những người phụ nữ thường xuyên lo sợ chồng sẽ phát hiện ra sự thật này. Vì vậy, theo phản xạ tự nhiên, họ có thể giật mình hay là cáu gắt khi mà chồng nghi ngờ sự thủy chung của mình. Trong trường hợp đó, phụ nữ thường nhanh chóng thay đổi thái độ, bao biện bằng đủ các thứ lý do hoặc cố tình dẫn dắt câu chuyện theo một hướng khác để đánh lạc hướng chồng. Người phụ nữ ngoại tình có tính cách lớn hơn chính là ở điểm này. Cái to thứ hai của người đàn bà khi đi ngoại tình đó chính là cái gan to hơn, dành nhiều năng lượng và thời gian hơn cho nhân tình. Nói chung thì về cơ bản, đàn ông kiếm tiền với gia đình, còn phụ nữ thì gánh vác gia đình. Mặc dù nhiều phụ nữ cũng có thể đảm bảo tài chính độc lập và không còn chỉ là những bà nội trợ, nhưng người phụ nữ dù sao cũng cẩn thận hơn người đàn ông. Vì vậy, phụ nữ thường dành nhiều thời gian hơn cho gia đình so với nam giới, đặc biệt là những người phụ nữ đã bước vào lứa tuổi trung niên. Đó là giai đoạn quan trọng khi con cái và người già cần có những người chăm sóc và lo lắng. Nhưng nếu là một người phụ nữ không thủy chung, nghĩa là trong thâm tâm họ chỉ cần tận hưởng cho cuộc sống, không còn nghĩ nhiều đến gia đình, đến con cái, đến bố mẹ, thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc duy trì các mối quan hệ bên ngoài, nơi mà họ đang cho rằng đó là nguồn cảm hứng hạnh phúc của họ. Do đó, khi một người phụ nữ đang ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở bên ngoài, ít thời gian hơn cho gia đình, thay vì trở về nhà sau khi tan sở mỗi ngày, họ sẽ có nhiều bữa tiệc và nhiều các hoạt động khác nhau, thì về cơ bản,
có lẽ rằng cô ấy đang không còn chung thủy nữa. Có những người phụ nữ tự lấp liếm bản thân và tự lừa dối chồng bằng việc giải thích với chồng rằng mình ra ngoài là để hội họp với hội chị em, thường xuyên ra ngoài hội họp với nhiều mối quan hệ xã hội mà không có mặt chồng. Đó cũng là một tín hiệu cho thấy cô vợ có thể đang lén lút làm một việc gì đó không chính đáng. Còn nếu như cô ấy thường xuyên lấy lý do là ra ngoài với hội chị em thì các anh đàn ông càng cần phải dè chừng. Đồng ý là chuyện các chị em phụ nữ có thể tụ tập đi chơi buổi tối hay là vào những dịp đặc biệt là bình thường và cũng lành mạnh, cũng tốt cho đời sống tinh thần của vợ. Tuy nhiên, nếu như tần suất đi quá nhiều và khi chồng đề nghị đi cùng mà cô ấy lại đổi ý không đi nữa ở nhà, thì có thể chắc chắn cô ấy đã dự định ra ngoài một mình để dành thời gian với một ai đó mà không muốn để cho chồng biết, đúng không? Đàn bà ngoại tình. Cái thứ ba ngày càng lớn, đó là khoảng cách với chính người đàn ông của cuộc đời mình. Điểm mới nhất trong vun đắp tình cảm vợ chồng chính là đời sống vợ chồng. Đời sống hai người có thể nói là trung gian để hòa giải hôn nhân. Khi gặp tranh chấp, mâu thuẫn, tình cảm thì đời sống vợ chồng hay là đời sống chăn gối có thể được giải quyết một cách hiệu quả trong vấn đề sinh hoạt khấm kín này. Nhưng nếu một người phụ nữ hoàn toàn không muốn chung sống như vợ chồng với người đàn ông, hoặc bề ngoài thì đồng ý nhưng không bao giờ chủ động hoặc là phối hợp, điều đó có nghĩa là trong lòng cô ấy đã không còn bạn nữa. Làm sao để một người có thể không có những nhu cầu bình thường như vậy ở bất cứ một lứa tuổi nào, đúng không? Chỉ có thể nói là trong lòng cô ấy đã có người đàn ông khác hoặc có những thứ khác có thể thỏa mãn cô ấy hơn. Vì vậy, nếu như bạn và người ấy không còn mặn nồng, đời sống vợ chồng không hòa thuận, rất có thể đối phương đã không còn chung thủy nữa, đã thỏa mãn bên ngoài, về đến nhà cũng không mong gần gũi chồng. Nhiều người phụ nữ, họ nghĩ rằng họ chỉ cần giả vờ tốt, giả vờ lên đến đỉnh cao thì đàn ông sẽ không phát hiện ra. Nhưng sự lộ liễu sớm muộn cũng đã đến. Chúng ta thừa hiểu với nhau rằng việc quan hệ tình cảm vợ chồng là một điều không thể thiếu trong việc duy trì một mái ấm. Nếu như một ngày nào đó bạn cảm thấy những giây phút gần vợ gần chồng không còn mặn nồng, tình cảm hay cảm giác thăng hoa cũng thụt giảm nhiều, thậm chí không còn, thay vào đó là sự thờ ơ, lãnh đạm, thực hiện như một nghĩa vụ của người vợ từ phía người đàn bà của mình, thì hãy cân nhắc. Bạn nên dành thời gian quan tâm, trao đổi và tìm cách tháo gỡ vấn đề với vợ hơn, chia sẻ thẳng thắn với nhau hơn, bởi vì có thể là cô ấy đang gặp phải một vài những rắc rối khó nói. Tuy nhiên, nếu như những cố gắng của bạn không được đền đáp và không được người vợ thật lòng chia sẻ, thì bạn nên nghĩ đến trường hợp xấu, đó là vợ có thể đang có người đàn ông khác bên ngoài và những hứng thú đã dành hết cho người đàn ông kia rồi. Một vài cách bạn cũng có thể nhận biết được rằng chị em phụ nữ có chung tình hay không qua chuyện thầm kín này. Việc nhận biết vợ ngoại tình đôi khi cũng dễ nhận biết, nhưng đôi khi cũng rất là khó. Bởi vì trong một số trường hợp, nếu như người vợ quá khéo léo thì ngay cả chuyện ấy cũng không hề có sự thay đổi. Tuy nhiên, nếu như hội tụ đủ những yếu tố sau đây thì bạn cũng phải đặt dấu hỏi cho người vợ này. Khi mà tần suất quan hệ giảm hơn, hoặc là vợ sành sỏi hơn, thành thạo hơn, hoặc vợ mang những cái mùi rất là lạ, cô ấy có thể chỉ hững hờ hôn môi mà không còn muốn đi những bước xa hơn, hay là muốn đáp ứng những điều mới lạ. Cô ấy hiểu hơn về bản thân mình, muốn được chồng làm thế này làm thế kia, hay ngược lại là khó chịu và cáu kỉnh khi mà hai người đang thăng hoa. Còn rất nhiều những dấu hiệu tố cáo và ngoại tình khác trong mỗi trường hợp cụ thể, tùy vào tính cách, công việc, tình trạng hôn nhân sẽ có những biểu hiện khác nhau. Thậm chí là những giấc mơ và ngoại tình cũng có thể là điểm báo trước dành cho bạn đấy. Hôn nhân là một gia đình nhỏ mà hai người cùng nhau quản lý và cùng nhau xây dựng. Nếu như không thể là một người chân thành thì cũng có thể nghĩ đến chuyện chia tay và tìm đối tác mới. Nếu không, cuối cùng người làm tổn thương cũng chỉ là chính bản thân ta và những đứa con. Hy vọng rằng bất cứ ai trong số chúng ta cũng đủ thông minh, đủ tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy của ngoại tình. Lời tâm sự: chú chưa kịp kéo khóa quần kìa. Lời tâm sự về cuộc hôn nhân của một người đàn bà ngoại tình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vậy là chị ngoại tình thật, chị đã cắm lên đầu anh một chiếc sừng to tướng, điều mà dù là mơ anh cũng không bao giờ nghĩ tới. Chị ngoan hiền, xinh đẹp và giỏi giang,
anh tin vợ đến mức gần đây đã quên đi việc tái tạo lại tình cảm của hai người. Vậy là chị ngoại tình với một cậu thanh niên kém chị đến vài tuổi, người luôn quan tâm, săn đón và cho chị những giây phút hạnh phúc ngất ngây. Cái ngày anh bắt tận tay chị và bồ hú hí tại nhà riêng của chàng phi công trẻ kia, thế giới trong anh như sụp đổ. Anh chàng kia mở cửa mà áo quần vẫn còn sộc sạch. Chị ở trong nhà đầu tóc còn chưa kịp chải lại, chỉ cần liếc qua anh đã thấy chiếc khóa quần của cậu thanh niên chưa kịp kéo lên. Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn xoáy sâu vào gương mặt xinh đẹp và quen thuộc, nhưng giờ đang lảng tránh của vợ anh, quay sang chậm rãi nói từng từ với cậu thanh niên kia: "Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa." Rồi anh bỏ về thản nhiên và đầy bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là anh cố tỏ ra cho hai người đó thấy. Thoát khỏi tầm mắt họ, anh không tự chủ được nữa, cả người run bần bật, tưởng chừng như không thể đứng vững. Có ai biết lúc ấy anh muốn lao đến đấm nát mặt kẻ đã lên giường với vợ anh, muốn gào lên với người vợ của mình rằng: tại sao cô lại làm như vậy? Trong anh sôi sục ý muốn trả thù những kẻ đã phản bội và làm anh đau đớn đến giường này. Anh muốn phá đi tất cả để xây lại từ đầu. Bình thường anh là một người điềm đạm, nhưng anh tin giờ anh khó có thể làm được điều ấy. Bởi con người ta lúc bị dồn vào đường cùng có thể trở nên rất nguy hiểm. Anh lang thang vô định trên con phố, bước chân đưa anh đến một quán rượu. Anh để bản thân mình đắm chìm trong men say, hy vọng tìm quên đi những nỗi đau đang giày xéo trái tim mình. Anh chỉ yêu nhau tuổi đại học, trước khi cưới đã có 4 năm yêu đương lãng mạn với biết bao nhiêu kỷ niệm. Cưới nhau được gần 5 năm, có cô con gái nhỏ năm nay gần 4 tuổi. Gia đình lúc nào cũng êm ấm, hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc cho tương lai. Anh thừa nhận, gần 1 năm nay anh có mải mê làm ăn, chẳng còn quan tâm để ý đến những cảm xúc, những suy nghĩ và chia sẻ với vợ. Cứ nghĩ mình chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ. Điều đó làm chị cô đơn và chán nản, lỗi một phần cũng là do anh. Nửa đêm, điện thoại anh đầy ắp những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của chị. Chị hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì. Chị dặn anh không tha thứ cho chị cũng được, nhưng mong anh đừng làm gì tổn hại đến cơ thể. Đọc những dòng tin nhắn của chị, anh khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông, nhưng một khi đã rơi thì cho thấy tổn thương trong lòng nặng nề và bị dồn nén. Sao vợ chồng anh lại đi đến nông nỗi này khi hai người vẫn còn yêu nhau nhiều đến như vậy? Giờ đây anh còn yêu vợ vô cùng, nhưng lại không biết làm cách nào để có thể quên được những ám ảnh trong tâm trí mình. Có lẽ càng yêu thì càng khó tha thứ và quên đi. Một phần trong con người anh đang liên tục thúc giục anh: ly hôn đi, kiếm một người vợ khác, cho cô ta một bài học vì tội dám cắm sừng chồng. Nữ đàn bà ấy không đáng để tha thứ. Nhưng một con người khác thì lại nỉ non rằng: suy cho cùng thì lỗi cũng có phần tại anh mà, phải không? Cô ấy cũng còn rất yêu anh, chỉ là một phút yếu lòng khi cô đơn thôi mà. Hãy tha thứ cho vợ một lần, hai người làm lại, rồi sẽ lại hạnh phúc hơn cả ngày xưa. Đầu anh như muốn nổ tung vì những day dứt, những giằng xé và đấu tranh nội tâm. Hai luồng ý kiến chẳng cái nào chịu nhường cái nào, cứ liên tục đưa ra những lý lẽ để biện luận cho quan điểm của mình. Tinh thần anh mệt mỏi rã rời, anh vẫn chẳng thể quyết định được mình phải làm thế nào mới phải. Và anh đã để mặc cho trái tim tự lựa chọn. Trái tim anh nó muốn tha thứ cho vợ, muốn cùng chị xây dựng lại từ đầu, vì anh còn yêu chị rất nhiều. Lúc này đây, anh thật sự muốn gột bỏ và quên đi tất cả. Anh muốn coi chuyện đó như một giấc mơ, để khi tỉnh dậy, chị vẫn là chị của anh như ngày xưa, và người thứ ba ấy chưa từng tồn tại trên đời. Hạnh phúc gia đình của anh không đáng bị vứt đi một cách đơn giản như vậy. Tương lai của con gái anh, gia đình của anh xứng đáng có được những sự cố gắng cứu vãn. Anh có thể chôn vùi lòng tự ái, ngồi nhìn nhận lại tất cả những vấn đề với chị để xây dựng những năm tháng đầm ấm yêu thương như đã từng có. Không ai muốn gia đình mình tan vỡ cả, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người phản bội hay người bị phản bội. Không ai muốn con cái mình phải chịu đi những mất mát, những rủi ro. Có cả bố lẫn mẹ sẽ mang lại cho con những sự bình yên và bảo vệ tốt nhất. Con gái của anh chị chính là sợi dây ràng buộc vĩnh viễn giữa hai người, là cơ hội để anh và chị xây dựng lại tình yêu,
xây dựng lại gia đình một cách vững chắc. Không có hạnh phúc nào mà lại không phải hy sinh, và chẳng ai có quyền hủy hoại cuộc sống của anh và con gái anh cả. Anh sẽ chiến đấu với những kẻ có âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình anh, và chiến đấu với chính cả bản thân mình để xây dựng lại cuộc đời này, cuộc đời chị, cuộc đời anh, và vun đắp cho tương lai của con nữa. Qua đêm nay, sáng mai về, anh sẽ nói với vợ rằng anh yêu chị không có điều kiện, sẵn sàng tha thứ cho chị. Chỉ cần chị còn tha thiết với gia đình, anh sẽ nguyện quên đi tất cả và đón nhận chị trở về. Biết rằng quên là rất khó, nhưng anh sẽ cố hết sức mình, cho vợ một cơ hội, cũng chính là cho mình một cơ hội. Thời gian sẽ là phương thuốc mầu nhiệm, và chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn một vài những chia sẻ về người đàn bà ngoại tình và một câu chuyện hôn nhân. Tôi biết rằng những tổn thương khi người bạn đời của mình phản bội là rất lớn, và không phải người đàn ông nào cũng có thể hạ thấp cái tôi, hạ thấp lòng tự ái của mình để lựa chọn như người đàn ông trong câu chuyện này. Hy vọng tất cả chúng ta, dù có lựa chọn theo cách nào, dù có lựa chọn hướng xử lý như thế nào, thì cũng vẫn sẽ sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn mình, và giữ vững được tinh thần, giữ vững được tình yêu của mình đối với cuộc sống này. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một khi đã ngoại tình, vụ trộm rồi, phụ nữ hay là đàn ông đều muốn che đậy chuyện này, càng không muốn làm tổn thương tới gia đình, vợ chồng, con cái. Nhưng phụ nữ thường là người phải chịu thiệt thòi hơn, lo sợ hơn rất nhiều nếu như chuyện ngoại tình vỡ lở. Điều gì khiến cho họ lo sợ đến như vậy? Cùng nghe và suy ngẫm. Phụ nữ ngoại tình sợ nhất điều gì? Thứ nhất, phụ nữ ngoại tình sợ người chồng biết. Ngoại tình luôn là mối quan hệ vụng trộm, mà đã là vụng trộm thì luôn cần được che giấu kín đáo, không cho một ai biết. Người phụ nữ cũng vậy, họ luôn rơi vào tâm trạng lo sợ bị chồng phát hiện. Với tâm hồn nhạy cảm, phụ nữ hình dung ra được người bạn đời của mình sẽ bị tổn thương, phẫn nộ và đau đớn như thế nào nếu chồng phát hiện ra vợ ngoại tình. Khi những phút giây nông nổi đã trôi qua, phụ nữ nhìn thấy được hậu quả mà mình có thể gây ra cho mái ấm lành lặn của mình. Cho dù họ đang tiếp tục ngoại tình hay vội vã cắt đứt mối nghiệp duyên này, thì những sự lo sợ về việc người bạn đời phanh phui vẫn luôn ám ảnh. Phụ nữ càng ám ảnh, tâm lý càng bất an, và vì vậy càng dễ bị phát hiện rõ hơn hành vi xấu của mình. Thứ hai, sợ hôn nhân bị đổ vỡ. So với mối quan hệ cùng tình nhân bên ngoài, thì gia đình luôn có giá trị cao hơn, thậm chí là vô giá đối với phụ nữ. Do vậy, việc sợ hãi hôn nhân, mái ấm của mình bị đổ vỡ không có gì là lạ. Trong cuộc hôn nhân, họ luôn là người bỏ nhiều tâm sức để xây dựng, vun vén cho mái ấm gia đình của mình. Không một ai muốn tâm huyết, và đôi khi đó là cả thế giới của mình bị sụp đổ. Những lỗi lầm mà phụ nữ đang mang vô cùng đáng trách, nhưng họ không muốn lỗi lầm ấy sẽ phá hủy đi một mái ấm. Phụ nữ có thể chấp nhận mọi hình phạt từ người chồng, gia đình hay xã hội. Tuy nhiên, họ sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể níu giữ lại hôn nhân của mình, đặc biệt là phụ nữ đã có con cái. Trên hết, họ là người luôn muốn con cái của mình có được một tổ ấm trọn vẹn, có đầy đủ cha và mẹ. Thứ ba, sợ làm tổn thương đến con cái. Con cái giống như cuộc sống của người phụ nữ, vì đó là máu mủ họ dứt ruột đẻ ra. Phụ nữ có thể chịu mọi sự khinh bỉ, đay nghiến mà cười chê của xã hội, nhưng họ sẽ vô cùng đau khổ khi lỗi lầm của mình làm tổn thương đến con cái. Những đứa trẻ mà họ dứt ruột sinh ra cần phải được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc. Chúng cũng cần tự hào, hãnh diện về người cha, người mẹ của mình. Sẽ thế nào khi những cuộc đời non nớt ấy bị tổn thương quá sớm vì lỗi lầm của người mẹ? Tổn thương con cái chính là một trong những nỗi sợ lớn nhất của người phụ nữ. Vì vậy, họ sẽ cố gắng chuộc lấy lỗi lầm và cũng van xin người trong cuộc
đừng làm ảnh hưởng quá lớn đến những đứa trẻ. Dù phụ nữ có tồi tệ đến đâu, họ vẫn sẽ dùng tất cả năng lực của mình để bảo vệ, che chở con cái của mình một cách tốt nhất. Thứ tư, sợ xã hội cười chê, khinh bỉ và điều tiếng. So với đàn ông, phụ nữ ngoại tình thường bị xã hội chỉ trích nặng nề hơn. Sự điều tiếng chỉ trích này không thể xóa nhòa, và đôi khi họ có thể mang cái danh xấu xa ấy đến cả cuộc đời. Không ai muốn xã hội, bạn bè, người quen sẽ phải dùng những tính từ như lăng loạn, chắc nết, hư hỏng, bẩn thỉu để nói về mình. Những từ ngữ quá tồi tệ không chỉ phá hoại danh dự cả một đời người mà còn khiến phụ nữ trở thành một thành phần xấu xa và đáng khinh bỉ. Xã hội hiện nay tự do ngôn luận và dễ dàng tiếp cận thông tin. Khi phụ nữ bị bắt gặp ngoại tình, họ sẽ bị bêu rếu, lăng mạ và miệt thị bằng mọi hình thức. Nhiều người không chịu nổi áp lực của dư luận đã tìm đến cái chết để giải quyết. Thứ năm, sợ người tình yêu cầu ràng buộc. Trong mối quan hệ ngoài luồng, ai cũng mong muốn sẽ không có sự ràng buộc, trách nhiệm gì với nhau. Họ có thể tìm đến nhau, vui vẻ, hưởng thụ và sau đó chia tay một cách thoải mái. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được một mối quan hệ như vậy. Có nhiều trường hợp, tình nhân vì quá yêu người phụ nữ mà yêu cầu phải chịu trách nhiệm với mối quan hệ. Họ buộc phụ nữ phải lựa chọn giữa họ và gia đình để từ đó xây dựng một mối quan hệ rõ ràng. Cũng có trường hợp phụ nữ gặp phải sở khanh lừa đảo. Những tên sở khanh này cần phụ nữ phải chu cấp và chi cho họ những nhu cầu về vật chất, tiền bạc, tình dục. Nếu phụ nữ không thể chu cấp, tình nhân sở khanh sẽ đe dọa, uy hiếp công khai toàn bộ mối quan hệ này. Khi vớ được một con mồi béo bở, những tên sở khanh rất khó để nhả ra. Họ giống như động vật cộng sinh, cần phải bám vào người tình để hút máu, để tồn tại. Phụ nữ vì vậy rất khó để dứt ra được những mối quan hệ này. Thứ sáu, sợ người tình phụ bạc. Ngược lại với nhiều phụ nữ bất chấp để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng có phụ nữ vì quá cuồng say với mối tình vụng trộm mà bỏ cả gia đình to lớn để đi theo tình nhân. Phụ nữ lúc này như một người đã từ bỏ một nửa linh hồn của mình, và người tình nhân là phần linh hồn còn sót lại. Nếu như người tình lại phụ bạc và bỏ rơi phụ nữ, họ lúc này giống như vừa chơi thua một canh bạc lớn và mất toàn bộ tài sản của mình. Sự mất mát đột ngột càng khiến phụ nữ thêm nuối tiếc, dằn vặt, đau khổ vì đã bỏ rơi gia đình của mình. Chính vì điều đó, phụ nữ dường như đã mất đi lẽ sống và không ít người dại dột tìm đến cái chết. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.